Xin kính chào quý bạn đọc thân mến. Thưa quý vị và các bạn, thật vui khi quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình và đồng hành cùng Mỹ Thi trong chương trình tư vấn sức khỏe do Alo Bác sĩ thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, viêm tụy là một trong những căn bệnh đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng của chúng ta bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, ngày hôm nay để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh nguy hiểm này, thì Alo Bác sĩ mời đến đây Thạc sĩ Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Lưu Phương, chuyên gia tiêu hóa gan mật, được mệnh danh là bàn tay vàng trong nội soi tiêu hóa và là trưởng đơn vị tiêu hóa can thiệp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Xin cảm ơn bác sĩ Lưu Phương đã tham gia chương trình tư vấn ngày hôm nay với Alo Bác sĩ ạ. Mến chào Mỹ Thi, mến chào quý vị bạn đọc của Alo Bác sĩ. Rất vui được trở lại với Alo Bác sĩ và lại được là online để mà tư vấn sức khỏe cho các bạn đọc đang mong chờ. Dạ, thưa bác sĩ Lưu Phương, là bệnh viêm tụy là một trong những căn bệnh đặc biệt nguy hiểm. Vậy thì viêm tụy là gì và có mấy loại viêm tụy ạ? Tụy là cái gì? Đầu tiên mình phải biết là tụy là cái gì. Tụy thì nếu mà dân gian của mình mà đi chợ mà mua đó, nó là gọi là cái lá mía đó. Mình mua con heo mình ăn cái phần lá mía đó, thì cái đó là cái tụy tạng đó. Cái tụy nó nằm ở trong bụng nè, nằm ngay bụng trên ngay cái tay tôi chỉ nè. Mà cái tay tôi chỉ nếu đúng ra đó là cái bao tử, thì bao tử đã nằm che lấp cuộc đời của nó, nằm bao phủ cả cuộc đời. Tụy nó nứt ra là sao? Nằm ngay đúng cái vùng bao tử mà nằm phía xa, bị cái bao tử rộng quá che hết cả cuộc đời rồi. Đó là cái tụy. Mà mình mà đi mua lòng heo lòng bò thì đó gọi là cái lá mía. Thì đầu tiên mình phải biết nó là cái gì đã. Cái thứ hai, cái tụy đó thì nó nằm đó, nó có chức năng gì? Bao tử che lấp cả cuộc đời nó rồi, nó nằm trốn mãi làm sao? Nó bị nấp làm sao cái bao tử, nhưng mà nó có vai trò rất là quan trọng đó. Là bởi vì là nó là cái nơi tiết ra những cái gọi là cái nội tiết tố. Nội tiết tố là gì? Là những cái chất mà chạy thẳng vô máu chúng ta. Mà chất đó mà nó không có làm cái chức năng gì ở ngoài hết, nhưng mà nó vô máu chúng ta. Thì cái nội tiết tố mà tụy hay là cái lá mía nó tiết ra, nó đi thẳng vô máu, nó có tác dụng là điều hòa cái lượng đường ở trong máu. Lượng máu chúng ta thấp quá nó nâng lên, lượng đường máu chúng ta cao quá nó hạ xuống. Nó rất là quan trọng. Là cái nội tiết tố. Cái thứ hai, nó tiết ra rất là nhiều những cái men. Những cái men, tức là những cái men để mà xử lý thức ăn. Thức ăn chúng ta ăn vô bao tử che lấp cuộc đời đó. Và thức ăn được nhào vào bao tử đưa xuống ruột non. Nhưng mà khi đưa xuống ruột non thì được cái những cái men từ cái tụy tiết chảy ra cái có cái ống chảy thẳng vô cái ruột non thì mới xử lý được. Cái bao tử chỉ giải với axit, chỉ giải quyết cái phần cơ học thôi. Còn bây giờ làm xử lý thức ăn thành những cái thành nhỏ bé để cơ thể có thể hấp thu được là nhờ cái tụy. Như vậy là cơ bản là mấy bạn đã hiểu được cái tụy là cái gì, nó nằm ở đâu và vai trò nó như thế nào. Vậy thì bây giờ viêm tụy là gì? Tức là cái tụy bị viêm. Tức là viêm là cái chữ chuyên môn Mỹ qua, thực sự mình nói là nó bị sưng lên thì nó gọi là viêm. Thì nó tụy nó như một cái cơ quan, như cái bao tử mình thôi, nó cũng có viêm. Lét thì nó không tới nỗi lét, nó viêm thôi, tại nó là một cái tạng đặc, nhưng mà cái khối gì đó mình ăn cái đá mía rồi nó bị viêm. Viêm cấp tính, viêm mãn tính, hay thậm chí u tụy, u lành hoặc ung thư tụy. Đó là những cái bệnh mà cái tuyến tụy có thể gặp phải. Như vậy các bạn đã hiểu được thế nào là cái bệnh viêm tụy. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì có mấy loại viêm tụy ạ? Thì như tôi nói thì cuộc đời mình cũng giống như tình yêu kìa. Có giống như tiếng sét ái tình, đó là cấp tính, rồi cứ yêu đơn phương mãi mãi hoài, đó là mãn tính. Thì viêm tụy cũng có hai dạng, cấp tính và mãn tính. Trong đó cái dạng cấp tính là rất là thường gặp và là dạng chủ yếu. Dạ, vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến bệnh viêm tụy thưa bác sĩ? Để mà cái tụy tự nhiên, rõ ràng tự nhiên cái tụy tự nhiên khi không tự nhiên nó sưng lên. Phải có lý do. Câu hỏi của Mỹ Thi rất là hợp lý. Không phải tự nhiên đang cuộc đời đang no ấm đầy đủ, được cái bao tử che chở như vậy tự nhiên sưng lên. Nó sưng lên bởi vì rất là nhiều lý do. Cái lý do đầu tiên nhất là cái tụy mặc dù nó nằm phía sau cái bao tử, nhưng mà nó có, như nãy tôi nói, nó tiết ra những cái men đó thì nó phải có cái ống. Cái ống đó nó đổ vô ruột non, thì cái ống đó nó đi chung với lại cái ống dẫn mật, nó gần nhau, giống như là hai nhà hàng xóm. Cái ống tụy giống như với cái ống mật, hai thằng nó đều đổ. Ống mật thì đổ cái mật, thì cái ống tụy á nó sẽ đổ cái tụy, nó tiết ra mấy cái men nó chảy ra, cái ống tụy nó đổ vô trong ruột non để thực hiện chức năng. Thì nó lại chạy gần với lại cái ống mật, mật cũng đổ mật vô trong ruột non.
hai thằng này được ví như là hai nhà hàng xóm chia sẻ một cái lối đi của cái hẻm chung. Do đó là cái thằng tụy, những cái bệnh lý gì ở mật làm ảnh hưởng tới thằng tụy, tức là dung mà nó bò lên cái ống mật nó cũng ảnh hưởng tới viêm tụy. Rồi sỏi trong cái mật nó cũng lọt xuống, nó làm mật không thông, lối đi chung mà ảnh hưởng một anh tụy gây viêm tụy. Hoặc là một cái nguyên nhân mà đứng hàng đầu của cái viêm tụy cấp tính đó là uống rượu. Rượu bia chất cồn đó là một cái chất độc, nó vô máu, nó đi tới tụy và nó kích hoạt cái quá trình viêm tụy, nhất là viêm tụy cấp tính hoặc là viêm tụy cấp do rượu. Cái thứ ba là những người bị gọi là dư cái mỡ trong máu quá, mỡ trong máu nghẽn đặc, nó thấm vào cái mô tụy và nó làm cho cái tụy bị viêm cấp tính. Ngoài ra còn những cái nguyên nhân khác, ví dụ như dùng những cái loại thuốc không có rõ loại, nhất là những loại thuốc kháng viêm giảm đau thì đó, nó có thể hoặc là kháng sinh, nó có thể ảnh hưởng, nó làm viêm viêm tụy, nhất là viêm tụy cấp tính. Vậy thì như bác Lưu Phương vừa chia sẻ là có hai loại viêm tụy, đó là viêm tụy cấp tính và viêm tụy mãn tính, phải không ạ? Vậy thì xin hỏi bác Lưu Phương là dấu hiệu nhận biết sớm và triệu chứng của từng loại viêm tụy là gì ạ? Viêm tụy thì viêm tụy cấp tính là cái thường gặp nhất. Thì viêm tụy cấp tính, cái dấu hiệu chính của nó là đau bụng. Nó đau cái vùng bụng phía trên rốn, ngay chính giữa hoặc lệch qua trái, thường lệch qua trái nhiều hơn lệch qua phải. Và có khi nó đau lan ra sau lưng nè. Là cái dấu hiệu. Và đau bụng của viêm tụy là đau nhiều, rất là khó chịu. Nhưng mà nó rất là dễ lầm với đau dạ dày, tại vì nó nằm ngay phía sau dạ dày, được cái dạ dày che chở cho nó. Do đó cái đau dạ dày nó cũng đau giống vậy, tại nó nằm trùng một cái vùng đó. Thì đó là dấu hiệu của viêm tụy. Đau hai là đau bụng của viêm tụy kèm theo chướng bụng. Và nó nôn ói rất nhiều, nhưng mà càng nôn ói thì bệnh nhân càng đau. Một số trường hợp bệnh nhân có thể mắt hơi vàng vàng, bởi vì nó chia sẻ cái lối đi chung với cái mật đấy. Thì có thể có vàng, nhưng mà có người thì không có vàng. Thì đó là cái biểu hiện của cái căn bệnh viêm tụy cấp. Còn cái căn bệnh viêm tụy mãn thì nó là một cái đau không có hoàn hoại, không có đau dữ dội, đau mơ hồ, cũng cái vùng bụng trên đó mà đau ê ê phía sau, đau lâm râm phía sau, mà đau sau ăn, rất là giống đau dạ dày. Là thường thường thì nó sẽ kèm theo cái tiêu chảy, mà tiêu chảy kéo dài, tiêu chảy phân nó giống như nước mỡ. Nói nước mỡ thì quá đáng, là chúng ta rửa, chúng ta đi cầu chúng ta rửa, ta thấy tay ta nhớt như mỡ, hoặc là chúng ta dội cầu ta thấy trong phân giống như là chúng ta mới rửa chén xong mà chưa có xà bông ấy. Thì đó là cái biểu hiện của căn bệnh viêm tụy mãn tính. Ngoài ra một số trường hợp viêm tụy mãn tính không đau, không nghĩ chảy, nhưng mà nó gây nên bệnh tiểu đường, và khi khám bệnh tiểu đường tôi rà ra thì bệnh nhân bị viêm tụy mãn tính. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Lưu Phương ạ. Thưa bác sĩ Lưu Phương, là bệnh viêm tụy như Mỹ Thi đã giới thiệu phần đầu chương trình là một trong những căn bệnh rất là nguy hiểm. Vậy thì nếu như không điều trị kịp thời thì viêm tụy sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm gì ạ? Và khi nào thì bệnh viêm tụy sẽ dẫn đến ung thư tụy ạ? Thì thứ nhất á, là viêm tụy cấp tính là cái viêm tụy nguy hiểm nhất. Bởi vì cái biến chứng của viêm tụy cấp tính là nó có thể tử vong, biến một cái chàng trai trẻ đang là bẻ gãy sừng trâu ấy, mà bị viêm tụy cấp tính mà thể nặng là có thể là tử vong. Chúng tôi gọi là viêm tụy cấp thể hoại tử xuất huyết. Tức là cái tụy mình gọi nguyên cái lá mía nó bị thối rữa. Thì nó gây gọi là nhiễm trùng, nhiễm độc. Nó gây sốc và nó làm cho suy tất cả những cái cơ quan nội tạng trong cơ thể. Mặc dù cái tụy bị viêm mà làm suy hô hấp, suy tim mạch tuần hoàn, suy thận, suy hô hấp, vân vân, suy tất cả. Nó chết. Cái biến chứng đó là biến chứng tôi sợ nhất. Cái thứ hai là nó có thể gây những cái biến chứng giống như xuất huyết nội tại trong ổ bụng, nó hoại tử, nó lỡ ra chảy máu tự nhiên trong ổ bụng, trong bụng mình tự nhiên chảy máu giống như bị ai đâm ở trong mà không ai đâm hết. Hoặc là hình thành những cái ổ áp xe ở trong tụy trong bụng. Thì đó là cái biến chứng của cái viêm tụy cấp tính, là chúng ta thấy những biến chứng đó có thể dẫn đến tử vong. Còn cái viêm tụy mà thì nó không có dẫn tới ung thư tụy. Không dẫn tới ung thư tụy. Ung thư tụy thì nó không phải từ viêm tụy mà biến chứng ra.
Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp viêm tụy mãn, nhất là viêm tụy mãn do uống rượu mà tái đi tái lại nhiều lần, về lâu dài nó có thể chuyển sang ung thư tụy nhưng mà không phải là chắc chắn. Dạ, ngoài ra thì còn có nguyên nhân nào dẫn đến ung thư tụy nữa hay không ạ? Ung thư tụy thì nhiều khả năng, thường đó là do di truyền, tức là cái cơ địa như vậy, và đặc biệt là những người tiếp xúc với hóa chất, nhất là khói thuốc lá và một số cái gọi là cái ngành nghề gọi là ô nhiễm tiếp xúc với lại những cái chất gọi là độc hại trong khói bụi ô nhiễm, hoặc là cái môi trường in ấn rồi nó tiếp xúc nhiều với lại những cái kim loại nặng, đó là yếu tố nguy cơ, chứ người ta không có thấy là cái nguyên nhân giống như vi trùng lao thì bị ho lao, không phải vậy. Dạ vâng ạ. Vậy thì bệnh viêm tụy có chữa trị được hay không ạ? Và đối với bệnh nhân bị viêm tụy cấp thì cần phải điều trị như thế nào thưa bác sĩ Lưu Phương ạ? Thì chúng ta bệnh viêm tụy cấp tính là phải nhập viện, phải điều trị trong bệnh viện. Cái điều trị chính của bệnh viêm tụy cấp tính là được sẽ được truyền dịch để thải loại hết những cái độc tố ở trong người ra qua đường tiểu. Và quan trọng là bệnh nhân phải nhịn ăn uống tuyệt đối. Cái này là thực tế tôi gặp rất là nhiều người không có tuân thủ cái này, thấy đâu bớt rồi. Nhưng mà chính cái việc nhịn ăn là cái điều trị rất rất là tốt cho cái bệnh viêm tụy. Và đặc biệt người bệnh viêm tụy thì cần hạn chế, trong vòng một tháng không nên ăn cái thức ăn mà có mỡ béo nhiều. Đặc biệt là có rất là nhiều người bệnh nhân thấy là nhịn ăn, không ăn uống gì hết. Chúng ta uống sữa rất là tốt, nhưng mà không, đối với bệnh viêm tụy ta càng uống sữa là ta làm cho cái bệnh nó nặng hơn. Tại vì dân mình có cái cảm phản là rất là nhẹ, chỉ uống ít sữa thôi, nhưng mà đối với tụy uống sữa là rất là nguy hiểm, không tốt cho bệnh viêm tụy, nó làm cho bệnh viêm tụy diễn tiến nặng hơn, nhất là viêm tụy cấp tính. Để đương nhiên khi nhập viện thì tôi sẽ có nhiều loại thuốc để chích và để hỗ trợ để điều trị viêm tụy, nhưng mà quá trình hồi phục của tụy phải từ từ, và thông thường thì trong vòng 1-2 ngày, nhiều lắm là 3 ngày nó bớt đau, nhưng mà nó hồi phục thì cần cả tháng nó mới hồi phục. Và phải sau ít nhất là 6 tuần thì mới biết là cái viêm tụy cấp này nó hồi phục mà không để lại di chứng. Ít nhất là 5-6 tuần. Dạ, vậy thì cái khả năng chữa khỏi bệnh viêm tụy là bao nhiêu phần trăm ạ? Thì đối với bệnh viêm tụy cấp thể nhẹ thì gần như tỷ lệ khỏi bệnh là 90%. Còn nói về viêm tụy cấp thể nặng mà chúng tôi gọi là thể hoại tử xuất huyết, tức là nó thối rữa cái tụy, thì tỷ lệ tử vong ngược lại là lên tới 70-80%. Dạ vâng ạ. Vậy thì có thể phòng tránh được bệnh viêm tụy được hay không ạ? Và phòng tránh như thế nào ạ? Cái phòng tránh bệnh viêm tụy cách đơn giản nhất, đầu tiên là nguyên nhân chủ yếu là uống rượu vậy chúng ta. Trong y khoa nó có cái bệnh gọi là viêm tụy cấp do rượu, viêm tụy mãn do rượu. Vậy cái chuyện đơn giản ta đừng uống rượu bia là chắc chắn chúng ta bỏ được một nguyên nhân, cái điều đó nó rõ như ban ngày vậy. Cái thứ hai là chúng ta tránh để thừa cân béo phì, tránh tăng cái mỡ máu. Và chúng ta ăn chín uống sôi rửa sạch để đừng có bị dung sáng, thì là nó không có chui bậy lên cái đường đó, thì nó không có bị bệnh đường mật lẫn cái bệnh tụy. Đó là những cái chúng ta có thể phòng ngừa được. Và chúng ta nhớ tập thể dục, ăn ít chất béo là cũng đã ngừa được viêm tụy khá nhiều. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn rất chi tiết của bác sĩ Lưu Phương ạ. Không biết là bác sĩ có muốn gửi gắm gì đến những bệnh nhân viêm tụy không ạ? Thì cái là nhắn gửi tôi đến những bệnh nhân viêm tụy, là đặc biệt là cái viêm tụy cấp, và cái thực tế làm việc của tôi thì gặp rất nhiều bệnh nhân đã biết thế rồi mà cứ về thì không bỏ được cuộc vui, không bỏ được cái thói quen uống rượu bia, thì nó cứ tái tới tái lui, và lâu ngày nó cứ tái nhiều lần, nó trở thành viêm tụy mãn. Và cái thứ hai, đối với những bệnh nhân viêm tụy mà đã có sỏi mật kèm theo, thì đôi khi đã bệnh viêm tụy đã ổn rồi, bác sĩ tư vấn thì cắt bỏ túi mật, chúng ta nên theo bác sĩ, nhưng mà rất là nhiều người lại nói thôi để cái mật quý lắm, nhưng mà cái túi mật đối với người bệnh viêm tụy tái đi tái lại mà có túi mật, có sỏi, có bùn thì chúng ta nên cắt bỏ luôn, không có tiếc nuối gì cái đó hết á. Bởi vì nó là nguồn gốc có thể gây viêm tụy tái phát. Thì đó là hai cái lời nhắn gửi của tôi muốn gửi đến quý vị. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Lưu Phương trong chương trình viêm tụy nguy hiểm như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, thông qua chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng phần nào bạn đọc sẽ hiểu được rõ hơn về căn bệnh viêm tụy, những dấu hiệu nhận biết sớm, nguyên nhân, cách điều trị cũng như là cách phòng tránh căn bệnh này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tư vấn lần sau. Mến chào quý vị bạn đọc của chương trình Alo Bác sĩ.